Chào mừng các bạn đến với kênh Tóc Xa Hoa. Và Tóc Xa Hoa tin rằng trong bản tin ngày hôm nay, các bạn sẽ được cập nhật thêm nhiều thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với những thông tin mới có trong ngày hôm nay. Top những cặp đôi ngược nhất năm 2022. Thứ nhất, Ngự Giao Ký của Nhậm Giao Luân và Địch Lệ Nhật Ba. Kể từ khi khai máy thì Ngự Giao Ký do Địch Lệ Nhật Ba và Nhậm Giao Luân đóng chính vẫn luôn là bộ phim được khán giả chú ý rất nhiều. Sở hữu nam nữ chính đẹp mễn chê lại có nguyên tắc nổi nên Ngự Giao Ký có được khán giả mong đợi lên sóng cũng chẳng có gì khó hiểu. Tuy nhiên nếu muốn an tâm xem bộ phim này thì nhớ chuẩn bị sẵn hộp khăn giấy bên cạnh. Trong phim thì Nhậm Giao Luân sẽ vào vai người cá Thường Ý bị bắt và hành hạ tại Ngự Yêu Cốc, nơi ở của Kỳ Vân Hòa. Trong chuỗi ngày bị hành hạ về thể xác của Trường Ý thì Vân Hòa luôn ở bên cạnh an ủi chăm sóc anh. Để cứu Trường Ý, Vân Hòa phải lừa mình dối người khiến anh chết tâm. Sau 6 năm gặp lại, Trường Ý đã là người cao cao tại thượng, còn Vân Hòa thì chỉ yên lặng chờ chết. Dù phim vẫn chưa lên sóng, tuy nhiên thì có thể đánh giá Kỳ Vân Hòa và Trường Ý cũng thảm cỡ 1910 với couple châu sinh như cố. Thứ hai, Trầm Vụn Hương Phai của Thành Nghị và Dương Tử. Bỏ qua loạt lùm xùm trước khi phim khai máy thì Trầm Vụn Hương Phai vẫn là bộ phim khiến khán giả đợi dài cổ mong lên sóng. Chắc vì chấp niệm quá sâu nên chỉ cần nghe đến cái tên Thành Nghị thôi là đã ngửi thấy mùi phim ngược. Quả nhiên không sai vào đâu được, tin rằng khi lên sóng thì Trầm Vụn Hương Phai sẽ là bộ phim vắt kiệt nước mắt của khán giả với những phân cảnh ngược dã man. Lại thêm diễn xuất bi thương cực tốt của couple Dương Tử Thành Nghị, Trầm Vụn Hương Phai chắc chắn sẽ khiến người xem phải trầm kẽm. Xem đoạn trailer phim được phía nhà sản xuất tung ra là đủ thấy sức sát thương cực lớn của bộ phim này. Từ cảnh Nhan Đàm khóc đến cảnh hộp siro của Thành Nghị trong phim đều quá đau lòng. Xem phim này khéo khán giả lại mất vài lít muối vì khóc chứ không đùa đâu. Thứ ba, Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn. Có thể nói cứ phim nào mà sư đồ yêu nhau thì nhất định sẽ ngược lên ngược xuống. Đã là tình thầy trò lại thêm thân phận công chúa hoàng tử của nước khác nhau thì lại càng ngược nhân 10 lần. Và vừa hay thì Ngọc Cốt Dao lại đáp ứng cả hai điều này. Nếu là một người mê ngược và không ngại rơi nước mắt thì chắc chắn không thể bỏ qua Ngọc Cốt Dao, mới chỉ tung trailer và ảnh hậu trường thôi mà đã thấy nhoi nhói với những cảnh ngược của thời ảnh rồi. Phải thừa nhận rằng Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn không chỉ có nhan sắc mà diễn xuất cũng cực tốt, phân cảnh rơi nước mắt của cả hai khiến mọi người cũng muốn khóc theo. Thứ tư, Cửu Châu Học Châu Phu Nhân của Trần Vĩ Đình và Dương Mịch. Nếu các cặp đôi trên dù có ngược nhau đến mấy vẫn có thể về bên nhau thì Hải Thị và Phương Trư lại không may mắn như vậy. Cho nên so với độ ngược thì các bộ phim trên vẫn phải thua Cửu Châu Học Châu Phu Nhân một bậc. Phương Trư và Hải Thị từ mối quan hệ thầy trò nảy sinh tình cảm nam nữ, tuy nhiên tình cảm của họ không thể đơm hoa kết trái được khi Đế Húc ép Hải Thị trở thành phi tần của mình. Bị rơi vào thế không đường lui, Hải Thị đành phải chấp nhận trở thành phi tử của Đế Húc và sinh con cho hắn. Còn Phương Trư dù mất người yêu nhưng vẫn luôn sát cánh bảo vệ nàng, cho đến cuối cùng Phương Trư và Hải Thị vẫn phải rời xa nhau. Với cốt truyện ngược thế này, tin rằng khán giả sẽ phải khóc hết nước mắt khi Cửu Châu Học Châu Phu Nhân lên sóng. Đọc xong cái tình tiết Phương Trư và Hải Thị không thể đến được với nhau, tự dưng mọi người sẽ thấy tức cái lồng ngực. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tóc Xa Hoa. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những tin tức mới nhất của nhóm. Và bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!